dạo một vòng quanh nơi được mệnh danh là thủ phủ của đa cấp, hay còn gọi là phố buôn vỉa hè. Chắc chắn là công ty đa cấp sẽ vắng hoa. Bây giờ người kinh doanh đa cấp điều rồi thì cũng vẫn là các loại đa cấp. Đa cấp. Thoái trang, phải chuyển hướng. Kiệt đạt. Hậu đa cấp liên kết Việt, giới đa cấp đi đâu? Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt ở một khu vực tại Hà Nội với bán kính khoảng 2 km. Nơi đây vốn được mệnh danh là thủ phủ của đa cấp, hay còn được gọi vui là phố World vỉa hè. Ở đây thì có khoảng 20 công ty đa cấp, chiếm 1/3 số công ty được cấp phép trên toàn quốc. Đó còn là chưa kể, có không ít những công ty chưa được cấp phép cũng điểm mặt tại đây. Có một câu hỏi mà nhiều người quan tâm lúc này là hậu đa cấp biến tướng liên kết Việt thì giới đa cấp đang như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Tôi Thu Hương của Chuyển động 24 giờ. Chỉ cách đây vài tháng thôi, các bậc thềm này là nơi chứng kiến rất nhiều những bước chân rụt rè lần đầu tiên đến với đa cấp. Những bước chân hồ hởi đến với những đại hội chia hoa hồng và cả những bước chân thất thểu trong vô vọng đi đòi tiền. Và giờ, cũng những bậc thềm này sẽ đưa chúng ta đi đâu? Những dãy ghế dài trống trơn. Công ty đa cấp liên kết Việt Nam. Những chiếc biển quảng cáo trơ trọi. Công ty đa cấp Tam Sinh Yofoto Việt Nam. Khó tưởng tượng được rằng, chỉ vài tháng trước, đây từng là nơi tấp nập các nhà phân phối và triền miên các hội thảo đông người mỗi ngày. Còn tại công ty đa cấp Amstar Network Việt Nam, phải chờ mãi mới có một người nhân viên đến. Thế nhưng không phải đến để bán hàng. Nhưng mình không phải bán hàng. Mình là nhân viên kế toán đây. Kế toán kiêm hành chính văn phòng. Theo nhân viên của các công ty kinh doanh đa cấp, tình trạng vắng vẻ này đã kéo dài mấy tháng, nhất là sau khi vụ lừa đảo của công ty đa cấp liên kết Việt bị khởi tố. Nhưng vắng vẻ còn là may, có công ty lại còn biến mất. Công ty đa cấp Vema giờ chỉ còn là kho chứa đồ đạc ngổn ngang. Vema chuyển lâu rồi em. Vema nó đang chuyển gần trong Tết 4-5 tháng rồi. Đó là chưa kể 4 công ty kinh doanh đa cấp bị Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương rút giấy phép. Dạo qua nơi được mệnh danh là Vương quốc đa cấp, với hơn 20 công ty đa cấp trong bán kính vài km, thì quá nửa là đóng cửa, rút giấy phép hoặc điều hưu. Những hình ảnh mà quý vị vừa thấy trái ngược hẳn với sự sôi động và tấp nập tại các công ty đa cấp thời kỳ Hoàng Kim. Vậy các nhân viên đa cấp giờ họ đang ở đâu? Nếu không sống được bằng đa cấp thì họ sẽ làm gì? Hãy thử cùng nghe ngóng tại một trong những địa điểm trên con phố World về hè. Cho mình một ly trà đá với. Bây giờ người kinh doanh đa cấp điều rồi. Thì cũng vẫn là các loại đa cấp. Nhìn xung quanh mình. Những người rất bình thản nhìn cuộc đời và sống ấy. Là hắn. Vấn đề đa cấp Việt Nam ấy, nó bây giờ nó đang là một thằng thanh niên nổi loạn. Ông có cá tính này. Có thể là ông phá khách, thậm chí ông cũng phải mời lên đồn, phải đi giáo dục, viết bản kiểm điểm. Thì có thể coi thời điểm này là thoái trang. Nó khó là ngày nào nó cũng đưa tin trên mạng, trên báo đài, trên trang như thế thành ra khó. Đấy bọn anh là kỹ của làm hệ thống rồi, đến bây giờ bọn anh cũng phải chuyển hướng. Chúng là một cái nghề có thời điểm nó bất động sản đa cấp thì bây giờ đến năm nay nó bùng phát này chứ. Những người được chỉ ở đây nó coi hệ thống như chỉ là bảo hết. Những người vào 10 triệu, tiền nó chỉ là 10 người đến chỉ lấy tiền đó. Tại sao lại cứ lao vào người ta mua cái đồng tiền ảo nhỉ? Nó chả có cái gì đảo cả. Thích thì chơi. Trên thế giới có 700 đồng coin, càng nhiều người biết thì đồng đó càng có giá. Theo tôi về đa cấp thì không bao giờ chết.
khẳng định là như vậy. Tôi vừa nghe thấy người ta than phiền rằng bây giờ hết thời của đa cấp rồi. Vậy bây giờ là thời của cái gì vậy ạ? Và tôi cũng vừa nghe thấy người ta đề cập tới tiền ảo này, tiền ảo kia, sân chơi tài chính này, sân chơi tài chính kia. Và tôi còn được biết có một địa điểm mà các thủ lĩnh đa cấp vẫn thường hay lui tới. Họ là những người phát triển hệ thống đa cấp chuyên nghiệp. Họ vẫn mời người mới tới. Vậy nếu không phải đổ tiền vào đa cấp thì sẽ đổ tiền vào cái gì đây ạ? Những quán cà phê như thế này là nơi lui tới thường xuyên của những thủ lĩnh đa cấp, hay còn gọi là những người phát triển hệ thống đa cấp chuyên nghiệp. Mặc dù kinh doanh đa cấp đang gặp khó khăn, nhưng họ vẫn đến đây để tìm các cơ hội mới. Trước đây anh cũng ở Diamond Holiday, ngày xưa anh cũng là tiền giá trị cũng mất khoảng 500 triệu. Vấn đề là bây giờ mình tìm cái gì, mình chiến đấu mới, lấy lại ngã đâu đứng dậy từ đấy thôi. Mấy ngày nay, những người này đang cố gắng giới thiệu cho người mới tham gia vào một hình thức đầu tư tài chính online có tên là STS6. Nguyên lý của thằng này là không có ông chủ, đúng không ạ? Không có công ty, mà chỉ là ngân hàng tạo ra cộng đồng và tự người nọ chuyển người kia. Nó tạo ra cộng đồng cho và nhận, nó giống như trường hợp của họ. Để tham gia STS6, người chơi phải bỏ ra một khoản tiền để lập tài khoản, sau đó tham gia các gói đầu tư từ 8 đến 64 triệu đồng. Và người chơi sẽ nhận được tiền từ hai nguồn như hứa hẹn. Nguồn thứ nhất là sẽ nhận được 360% lãi trong một năm. Nguồn thứ hai sẽ nhận được hoa hồng từ việc phát triển hệ thống, gọi là sân chơi tài chính nhưng lại phân chia mức thưởng dưới dạng đa cấp. Vì những lợi ích trên mà người đàn ông này ra sức mời chào những vị khách hàng mới. Chơi hay, bây giờ mọi người đang đi vào xu hướng này. Em có thể xác định cuộc chơi của em có thể biết được em kiếm được bao nhiêu tiền. Lợi nhuận hấp dẫn. Nhưng với họ thì đây cũng chỉ là một nơi trú chân tạm thời. Cộng bền thì nếu theo em được biết, 8 tháng 1 năm quá nhiều vô tư. Đến đấy anh em ăn đủ rồi, tất cả những chơi nó đều có một thời điểm của nó luôn. Không hàng hóa, không nhà máy, không trụ sở công ty. Với những người chơi có kinh nghiệm, STS6 chỉ là nơi lướt ván và rút ra ngay sau một thời gian ngắn. Website là nơi duy nhất mà người chơi có thể tiếp cận, tìm hiểu về cái được gọi là sân chơi tài chính STS6. Thông tin cũng không có gì là nhiều nhặn. Và không biết trang STS6.org sẽ tồn tại được đến bao giờ. Cũng không thể biết nếu trang mạng này sụp đổ thì những người đổ tiền của hệ thống sẽ chuyển sang sân chơi nào khác. Thủ lĩnh đa cấp giờ chuyển sang tiền ảo, chuyển sang các sân chơi tài chính trên mạng. Xem ra thì đa cấp không còn là một mảnh đất màu mỡ nữa rồi. Và tôi còn được biết là có những công ty sau khi ngừng hoạt động, họ đã lái dòng tiền của nhà đầu tư sang tiền ảo. Mỗi sáng bước chân xuống giường, không làm gì cũng kiếm được từ 200 đến 500 nghìn đồng. Hoa hồng hấp dẫn như vậy nên người đàn ông này không ngần ngại bỏ liền một lúc gần 400 triệu đồng tham gia công ty đa cấp TNC. Thế nhưng tiền rơi chưa được bao lâu thì bắt đầu nhỏ giọt rồi ngừng hẳn. Tìm đến chi nhánh TNC, ông mới ngã ngửa khi biết công ty đang gặp khó khăn về tài chính và muốn ông chuyển sang lĩnh vực kinh doanh mới. TNC không đủ năng lực và khả năng để tiếp tục theo cái kinh doanh đa cấp nữa. Thì TNC có hướng là chuyển đổi cho nhà phân phối sang một cái lĩnh vực kinh doanh khác. Phòng họp tại khách sạn 5 sao này là nơi TNC hẹn gặp khách hàng để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn. Nhưng khi tới nơi, không hề thấy bóng dáng lãnh đạo công ty mà chỉ thấy hai người đàn bà xa lạ. Đây là những người được TNC mời tới để giới thiệu cơ hội kinh doanh mới. Lại những lời mời mật ngọt với mức lãi suất trên trời. Trong tài chính và đặc biệt là tài chính OneCoin thì cái điều rất là hay là một người nghèo nhất vào đây bỏ ra 15.700.000, anh ta không làm gì cả. Thì sau một năm tài sản của anh ta cũng tăng lên 6 lần. Tuy nhiên, những nhà đầu tư vào TNC không chấp nhận bị móc túi thêm lần nữa. Anh đang tiền ở TNC chứ anh không dính níu gì mấy cô này. Hiểu chưa? Anh không dính níu gì mấy cô này, tiền của anh là thế của anh. Còn muốn giải quyết anh như thế nào, hoặc là không đi TNC. Dạo một vòng quanh nơi được mệnh danh là thủ phủ của đa cấp, hay còn gọi là phố uôn vỉa hè.
Chắc chắn là công ty đa cấp sẽ vắng hoa. Bây giờ người kinh doanh đa cấp điều rồi. Thì cũng vẫn là các loại đa cấp. Đa cấp. Thoái trang. Phải chuyển hướng. Kiệt hạ. Bởi trắng vòng gọi. Bởi trắng. Nó là sinh thế rồi. Hậu đa cấp liên kết Việt tới đa cấp đi đâu? Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt ở một khu vực